Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng ngày hôm nay, cảm ơn Chúa vì tất cả những anh chị em mình đến đây với điều trong đời, đó là Đức Chúa Trời làm phép lạ trên đời sống của mình. Tôi cũng trong đời phép lạ mỗi ngày. Cuộc sống chúng ta từ ngày có Chúa là cuộc sống của phép lạ, chắc chắn là như vậy. Và anh chị em biết không? Đức Chúa Trời đã cung ứng cho thế giới đầy đủ mọi điều để cho họ sống trong sự đắc thắng. Thế nhưng nhìn ra xã hội này, chúng ta vẫn đang thấy đâu đó rất nhiều những con người đau khổ và nhiều những cái nguyên nhân khác nhau. Chúng ta vẫn thấy có bệnh tật, có những sự trói buộc, có những sự đau yếu, có những sự tật nguyền. Chúng ta vẫn thấy có cả những nghèo đói, thiếu thốn, bất hạnh đổ vỡ, tràn lan. Tuy rằng trong Kinh Thánh Ngài nói rằng Ngài đã cung ứng mọi điều. Đức Chúa Trời là đấng cung ứng, Đức Chúa Trời là đấng đắc thắng, Đức Chúa Trời là đấng làm phép lạ. Thế nhưng tại sao như vậy? Đó là câu hỏi mà nhiều người vô thần ngày hôm nay không có câu trả lời. Nhưng anh em mình thì có. Nhìn một người đầu bù tóc rối, chúng ta không thể nói rằng là chẳng có thở hớp tóc trên đời này, phải không? Nếu chúng ta kết luận như vậy thì hơi bị chủ quan. Người ta đầu bù tóc rối bởi vì không chịu đến tiệm cắt tóc. Cũng vậy ngày hôm nay, người ta đau khổ bởi vì người ta không đến với sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Chúa đã ban một đấng cứu rỗi là Jesus Christ người Nazareth. Điều đó đã xảy ra 2000 năm, nhưng mà con người thì vẫn cứ lăn quanh tìm lối thoát cho riêng mình, lăn quanh để tìm những câu trả lời cho riêng mình, và cuối cùng là nạn nhân của mọi đau khổ. Bệnh tật đó, vô phước đó, đổ vỡ đó, chết non đó, đầy dẫy tội lỗi đó, nghiện ngập đó, tà dâm đó, ô uế đó, đồng tính đó, đủ kiểu. Và hôm nay thì chúng ta học một phần nữa, đó gọi là sự nghèo thiếu. Anh em có thấy thế giới này đầy dẫy sự nghèo thiếu không? Đầy dẫy. Nếu chúng ta chịu khó lên mạng mà tra, chúng ta sẽ thấy hiện nay có những đất nước ở Phi Châu, trẻ em không được ăn đủ một ngày ba bữa, người lớn cũng tình trạng như vậy, và họ ốm dơ xương, họ chết, nạn chết đói còn nhiều hơn chết vì bệnh tật ở những đất nước ngược lại. Cho nên sự nghèo thiếu là một điều gì đó nó bám lấy con người và khiến cho con người không có cuộc sống đầy trọn như lòng họ mong ước. Con người từ lúc sinh ra, lớn lên và khi trưởng thành để đi làm, thì người ta bắt đầu một quá trình vật lộn với đời sống mưu sinh. Sự đầy đủ hiền, sự đầy đủ, sự giàu có, sự may mắn rất là hiếm hoi. Tất cả chúng ta đều phải vật lộn với điều đó. Cho nên hôm nay chúng ta muốn đến với một cái chủ đề để cho chúng ta biết và hầu cho đời sống của mình được giải phóng ra. Chủ đề đó tôi gọi là đắc thắng sự nghèo thiếu, hay nói nôm na đắc thắng tà linh nghèo thiếu. Tôi sẽ đọc lại cho anh chị em nghe câu Kinh Thánh mà anh chị em vừa mới đọc thuộc lòng. Galati chương 3 câu 13 đến 14. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép rằng đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên gian ngoài, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà lãnh Đức Thánh Linh đã hứa chồng. Đây là hai câu Kinh Thánh mà trên vừa đọc. Cho nên nhìn vào hai câu này, nếu như chúng ta không bị rủa sả thì việc gì chúng ta phải được chuộc ra? Các đồng bạn, nếu như chúng ta không thiếu thốn thì việc gì chúng ta phải cần phước lành của Abraham đổ xuống? Cho nên chắc chắn là anh em mình đã từng, và những người chưa có đức tin đang bị cầm buộc ở trong quyền lực của sự rủa sả. Và một trong những quyền lực của sự rủa sả đấy là sự nghèo thiếu. Nếu chúng ta quay trở lại sách Khởi Nguyên, tức là sách Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời phán với Adam rằng: ngươi
phải làm đổ mồ hôi trán mới có cả nạn. Ngươi bị rủa xả và đất sẽ sinh ra cây tật lê, cây gai, và ngươi phải vật vã để kiếm sống cho đến ngày ngươi chết trở về vùng đất là nơi ngươi từng đó sinh ra. Anh em thấy, kể từ ngày tội lỗi bước vào thế gian thì con người phải sống trong sự rủa xả, mà rủa xả đó Kinh Thánh gọi là sự nghèo thiếu. Bất kể một sự rủa xả nào của Đức Chúa Trời thì chúng ta hiểu làm sao cho đúng đắn. Kinh Thánh chép rằng Ngài không có sự ác nào và Ngài cũng không làm một sự ác gì. Thế thì tại sao có câu Kinh Thánh đó? Hiểu thế nào cho đúng về lời rủa xả? Thưa anh chị em, lời rủa xả phải hiểu như thế này, nghĩa là Đức Chúa Trời cất sự bảo vệ của Ngài ra khỏi đời sống của con người. Nếu chúng ta đi ra ngoài trời mưa, chúng ta có cái ô như thế này thì mưa có ướt vào không ạ? Phải không? Không ướt, bởi vì chúng ta được bảo vệ bởi cái dù. Nhưng một ngày nào đó, hay vì một lý do nào đó, cái dù chúng ta bị cất khỏi, lập tức chúng ta bị mưa. Chúng ta đang sống, và loài người khởi nguyên đang sống trong sự bảo bọc của Đức Chúa Trời, đang sống trong được chúc phước của Đức Chúa Trời, đang sống trong sự an ninh bởi tình yêu của Ngài, bởi sự cung ứng đầy đủ của Ngài trong vườn địa đàng Eden. Con người chẳng phải thiếu thốn, con người cũng không đói không khát, con người cũng không buồn không khổ. Nhưng ngay khi con người phạm tội thì cái ô bảo vệ đó bị cất đi, sự cung ứng bị cất đi, sự ban ninh bị cất đi, sự may mắn phước hạnh bị cất đi. Giống như Thi Thiên 91 nói đó thưa anh chị, phước cho người nào ở dưới bóng cánh của Đấng Toàn Năng được lông cánh của Ngài. Và bởi tội lỗi mà chúng ta rời đi, chúng ta bị rơi ra khỏi sự bảo vệ của Chúa, và chúng ta gặp nhiều tai họa, chúng ta gặp nhiều gian truân, chúng ta gặp nhiều những bất trắc trong đời sống. Bởi thế cho nên hỏi anh chị em, đừng ra khỏi Chúa, đừng chạy ra khỏi sự bảo vệ của Đấng Christ. Dù ngày hôm nay chúng ta có đang đầy đủ, nhưng không có gì đảm bảo chúng ta sẽ đầy đủ khi chúng ta bước ra khỏi sự bảo vệ của Chúa. Không có gì đảm bảo. Bởi thế cho nên Giăng chương 15 có nói, hễ ai ở trong Ngài và lời Ngài ở trong người đó thì cầu xin bất cứ điều gì được điều đó. Amen anh em. Cho nên điều kiện là phải ở trong Ngài. Như vậy thì nan đề của con người, tai họa của con người, những khốn khổ của con người, lý do chính là đâu? Đó là vì họ ra khỏi Đức Chúa Trời. Lý do chính là như thế này. Chúa không thay đổi. Bởi vì họ ra khỏi Chúa cho nên họ gặp tai họa. Và cuộc đời của mỗi một anh em mình ngồi đây cũng vậy. Ai trong chúng ta ngồi đây cũng đều có một xuất thân và một quá khứ trước khi chạy đến với Chúa. Ai cũng có hết. Không ai thoát khỏi điều đó. Tôi cũng có, ông bà cha cũng có. Càng tin Chúa lâu, càng tin Chúa nhiều tuổi chừng nào thì sự rủa xả đó càng dài càng lớn chừng nào. 60 tuổi tin Chúa thì anh chị em có 60 năm sống trong sự rủa xả. Mà nếu 20 năm, 20 tuổi tin Chúa thì có 20 năm sống trong sự rủa xả. Rồi chưa hết đâu, mỗi một chúng ta ngồi đây đều có một xuất thân. Không ai từ trong bọn đá chui ra cả. Chúng ta đều có gia đình, đều có cha mẹ, đều có ông bà, đều có tổ phụ. Câu hỏi đặt ra là ông bà mình đã làm gì, tổ phụ mình đã làm gì, và dòng dõi mình đã làm gì. Tất cả những sự đó đều ảnh hưởng một cách trực diện trên đời sống của chúng ta. Điều ảnh hưởng. Cho nên thưa anh chị em, buổi sáng hôm nay xin Chúa giúp chúng ta định nghĩa cho đúng. Xin Chúa giúp chúng ta ra soát lại đời sống của mình. Cho dù rằng mình có đức tin, nhưng điều đó cũng không đảm bảo rằng tà linh nghèo đói đã rời khỏi đời sống chúng ta. Không đảm bảo. Bởi vì Chúa đã cung ứng một thập tự giá, Chúa đã cung ứng sự đổ huyết và sống lại, nhưng người ngoài kia không tự động được cứu. Muốn được cứu họ phải làm gì ạ? Họ phải chạy đến và nói rằng: Chúa Giêsu ơi, xin giúp đỡ con và bước vào đời sống con. Có phải không anh em? Họ phải nói điều đó. Cũng vậy, Kinh Thánh chép rằng Ngài đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của linh nghèo đói để phước lành Abraham tràn đầy trên đời sống chúng ta. Nhưng điều đó không tự động đến khi chúng ta không biết và không tin điều này.
khi chúng ta không được giải thoát ra khỏi ảnh hưởng của tà linh nghèo đói. Dù chúng ta có đức tin, dù chúng ta nói rằng mình là con cái của Chúa, nhưng mà đâu đó trong cuộc đời chúng ta vẫn đang vật lộn với cuộc sống vô sinh. Đó là thực tế, có phải chứ? Chúng ta đang vật lộn, chúng ta cảm thấy mình kém may mắn, chúng ta cảm thấy rằng việc của tay mình làm không được phước, chúng ta vẫn cảm thấy rằng sao cứ thiếu trước hụt sau, chúng ta vẫn cảm thấy rằng sao con mình không được công ơn, vợ mình không được công ơn, gia đình mình không được công ơn, cha mẹ mình không được công ơn. Chúng ta vẫn thấy mình bất lực, khổ sở về điều đó. Đó là thực tế ngày hôm nay vẫn đang có. Tôi không nói người gọi kia, tôi nói giữa phòng con cái thôi. Vẫn còn. Cho nên chúng ta hôm nay phải mổ xẻ điều đó. Nghèo thiếu là gì? Trong Kinh Đạo chương 10 câu 19 có chép: người ta bày tiệc đặng vui chơi, rượu khiến cho đời vui, có tiền bạc thì ứng cho mọi sự. Nghèo thiếu có nghĩa là anh chị em không thể ứng cho điều gì mình cần. Đấy gọi là nghèo thiếu. Nghèo thiếu không có nghĩa rằng là chúng ta đang quá thiếu thốn tiền. Cái đó là đúng nghèo thiếu, nhưng mà không chỉ như vậy. Có những người có tiền vẫn đang nghèo thiếu, bởi vì không cung ứng đủ cái nhu cầu của đời sống mình. Đó gọi là nghèo thiếu. Người ta luôn cảm thấy mình bị trói buộc, bị hạn chế, bị kìm hãm ở đâu đó trong đời sống. Đó gọi là nghèo thiếu. Nghèo thiếu là khi mình có một nhu cầu mà nhu cầu mình mãi không được đáp ứng, vật vã không được đáp ứng, muốn cũng không được đáp ứng. Cho nên chừng nào đó có tiền bạc thì ứng cho mọi sự, còn không có tiền bạc nó không ứng được cho mọi sự. Đó là sự thiếu hụt. Cho nên anh chị em hãy kiểm tra đời sống của mình, có phải mình được cung ứng không? Có phải đời sống của mình luôn luôn được đáp ứng không? Có phải khi anh chị em nói rằng lạy Chúa, đời sống có cần cái này, nhưng anh chị em cầu nguyện 10 năm không thấy đâu hết, 30 năm cũng chẳng thấy đâu hết, và cuối cùng chúng ta cứ thất vọng lại? Anh chị em ơi, đó gọi là sự nghèo thiếu. Tôi không cần biết tài sản mình có bao nhiêu, nhưng khi nhu cầu mình không được đáp ứng, không được ứng cho, thì đó có bóng dáng của sự nghèo thiếu. Cho nên làm sao khi chúng ta có sự nghèo thiếu thì đời sống cầu nguyện của chúng ta chắc chắn là một đời sống cầu nguyện cực kỳ phải tranh đấu. Chúng ta tranh đấu bởi vì cái nhu cầu của mình, thậm chí chúng ta kiêng ăn cầu nguyện về điều đó, chúng ta vật vã về điều đó, chúng ta nói Chúa ơi con cần điều này, con cần điều kia, nhưng mà mãi chẳng chịu đáp ứng gì cả. Nhưng khi có tiền bạc đến, khi có tiền đến, tôi đảm bảo đời sống cầu nguyện cho em sẽ thay đổi lên. Chắc chắn. Khi có tiền bạc đến, đời sống cầu nguyện cho em sẽ nhiều lời tạ hơn, nhiều lời ngợi khen hơn là xin sợ. Đó là dấu hiệu. Cho em chỉ biết ơn Chúa. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài đã cung ứng cho đời sống con. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, ngày hôm nay con được thỏa nguyện ước ao của con. Chúa tuyệt vời quá, Chúa ơi, Chúa hallelujah mỗi ngày. Còn đời sống anh chị em mà không có cái sự đó thì chỉ biết xin, xin và xin. Các bạn, đó là dấu hiệu. Cho nên bây giờ anh chị em làm thế nào để mình nhận diện rằng là mình đang bị tà linh nghèo thiếu đeo áo? Làm sao mình nhận diện được đây? Đó là sự thật nha anh chị em. Cho nên mỗi một người cần phải nhận diện, xem thử trong đời sống của mình có nó đeo bám không. Nếu nó đeo bám thì chắc chắn anh chị em hôm nay phải cần sự giải cứu trong danh của Chúa Giêsu. Bởi vì ngoài sự giải cứu trong danh Chúa Giêsu, anh chị em mình không đủ sức mạnh để đuổi nó ra khỏi đời sống mình. Chúng ta không thể nỗ lực để mà trở nên bớt nghèo thiếu. Có những con người bị linh nghèo thiếu đeo bám và họ làm việc ngày đêm, họ làm việc luôn cả chủ nhật, họ làm việc luôn 30 tháng cùng một tháng, nhưng thiếu vẫn còn thiếu. Không phải sức chúng ta có thể thắng được nó đâu. Bởi vì sứ đồ Phao-lô nói cuộc chiến chúng ta không phải với thịt và huyết, cuộc chiến chúng ta không phải với thế lực đời này, cuộc chiến chúng ta với các quyền lực chủ quyền, vua chúa và thế giới của các ác linh trên trời. Cho nên chị em ơi, nếu không bởi danh và huyết của Chúa Giê-xu thì chúng ta đừng có mơ một sự tự do. Đó
là điểm mà chúng ta cần cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta phải biết ơn Ngài, bởi vì Ngài đến để chúng ta được tự do. Ngài đến để mọi tà linh trên đời sống chúng ta bị bẻ gãy hết. Hằng chứ, tất cả những sự đeo bám, những sự hài hít trên đời sống chúng ta bẻ gãy hết. Và khi anh chị em được tự do rồi, anh chị em sẽ thấy mình cất cánh bay cao như chim bồ. Anh em không còn con gà, con vịt nữa. Anh em không còn đi ở dưới đất nữa mà bay lên trời cao. Anh chị em sẽ trở thành Chúa của bầu trời để quản trị những điều mà Đức Chúa Trời ban phó cho đời sống. Amen. Cho nên những điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận diện linh nghèo đó. Tôi nói lại với anh chị em, linh nghèo đó là một tà linh rất nghiêm trọng và tầm ảnh hưởng của nó rất rộng lớn trên đời sống con người. Cho nên những điều mà chúng ta sẽ học sau đây không phải để hạ thấp ai đó, nha anh chị em, không phải đâu. Chúng ta đừng có xấu hổ vì mình nghèo. Có ai xấu hổ vì mình bệnh không? Chẳng ai xấu. Chẳng ai xấu hổ vì mình bệnh cả. Bệnh thì phải cần đến bác sĩ chữa lành. Thì nghèo thiếu cũng giống như vậy. Đừng có xấu hổ. Nghèo thiếu trong con mắt Đức Chúa Trời là một bệnh như anh chị em bị ung thư, bị cảm, bị đau lưng vậy đó. Tuy sĩ vậy đó. Nghèo thiếu là một bệnh. Tại vì Đức Chúa Trời không tạo cho chúng ta sống trong nghèo thiếu. Đức Chúa Trời tạo cho chúng ta sống trong sự dư dật và cung ứng bởi Ngài. Cho nên khi chúng ta bị ác linh này hành hạ thì chúng ta cần được chữa lành, cần được giải phóng, cần được làm cho trở nên mạnh mẽ và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em nói ra, tất cả chúng ta đừng có ai cảm thấy bị hạ thấp hay bị cảm thấy tồi tệ khi đời sống mình tiêu thụ. Đừng, hãy đến với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con bị nó hành hạ như ngày hôm nay, nhờ danh Ngài con phải được tự do. Đấy là điều mà Chúa muốn mong đợi. Ok, một người dưới sự ảnh hưởng của linh nghèo đó, điều đầu tiên là người đó luôn luôn phải mượn tiền để chi tiêu. Dấu hiệu thứ nhất, anh em nhé, tôi không biết anh em trong đây có ai sống trong cái đất sống đó không, nhưng mà nếu người nào ngồi trong đây mà lúc nào cũng phải mượn tiền để chi tiêu thì đích thầy rồi, linh nghèo đói bắt đến đời sống. Tôi không nói rằng lâu lâu anh em mới đi mượn một lần thì chuyện đó bình thường, nhưng mà tháng nào cũng đi mượn tiền này, tháng nào cũng bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ: ta mượn chỗ này rồi, ta mượn chỗ kia rồi, ta mượn chỗ nào rồi, bây giờ còn ai để mượn đây? Thì đích thầy rồi, đích thầy rằng linh nghèo thiếu đang bám theo anh em. Anh em mượn biết không, suốt ngày mượn, bà con dòng họ anh em là nhắn mặt, bởi vì thấy nó đến một cái là rồi nó đến mượn tiền rồi, chắc chắn rồi. Hoặc là bạn bè đến gõ cửa một cái, nói thôi thằng này gõ cửa nó chỉ có mượn tiền thôi, là sao mà lại. Cho nên chị em ơi, đó là nếp sống mà chắc chắn bị linh nghèo đói ám ảnh trầm trọng và cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì sao, tại sao vậy? Phục Kinh Luật Lệ Ký chương 28 câu 12 chép rất rõ, tôi đọc anh chị em hãy lắng tai nghe: Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở cửa trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Chúa nói thế, ngươi sẽ cho nhiều nước vay, có nghĩa là mượn đó, ngươi sẽ cho nhiều nước mượn, còn ngươi thì không mượn tiền ai. Có phải không? Nếu Chúa đã cho chúng ta một lời hứa như thế này, nếu Chúa khẳng định rằng cuộc đời của những con người thuộc về Chúa là như thế này mà mình sống ngược lại thì chắc chắn rồi, đó có bóng dáng của linh của nghèo thiếu. Thế gian này nó rất là lưu manh, thế gian tôi nói ma quỷ lưu manh, nó ủng hộ tà linh nghèo thiếu bằng cách gì anh em? Nó liên kết với các ngân hàng để nó phát hành những sẽ thẻ tín dụng ăn trước trả sau. Anh em thấy không? Nó có những cái thẻ tín dụng mà ăn trước trả sau. Nó nói cho em bây giờ mày đang đi làm đúng không? Được rồi, tốt lắm đấy. Nhà có đất có nhà đúng không? Được, tốt, có xe đâu được không? Ta quẳng cho vào trong thẻ của người 50 triệu cứ ăn thoải mái. Sau đó ta đòi nợ sao? Và anh em biết sao không? Khi chúng ta sống cái kiểu đó, chúng ta đang mời gọi linh nghèo thiếu đến. Linh nghèo thiếu nó sẽ đến với anh chị em và nó làm cho đời sống anh chị em là mua sắm vô tội vạ, làm cho anh chị em là cô cũng như có một cái bệnh gọi là nghiện mua đồ,
nghiện xài thẻ tín dụng, không có nhu cầu cũng mua. Có những cô thiếu nữ ở đây quần áo là 200 bộ mà thậm chí có những bộ chưa mặc giờ nào vẫn mua chắc đầy hết. Có những con người không biết được kiểm soát được cái sự chi tiêu của mình, khiến cho cuối cùng mình vướng vào nợ nần và nhu cầu quá lớn, cuối cùng là không đủ, bắt đầu là không đủ chi tiêu, không đủ, bắt đầu mờ. Và bắt đầu khi chúng ta sống trong cái sự nợ nần như vậy, mượn tiền để chi tiêu như vậy, chúng ta đang ở dưới sự kiểm soát của tà linh nghèo thiếu. Khi nó đã kiểm soát đời sống tài chính anh chị em rồi thì không bao giờ chị em đủ sức thoát ra. Cuối cùng đời sống chúng ta là những chuỗi ngày mượn tiền. Cho nên thưa anh chị em, có những đất nước ngày hôm nay, những đất nước ngày hôm nay là những đất nước tin kính Chúa, người ta đã xóa đi cái thẻ tín dụng này. Có những cửa hàng tạp hóa, có những cửa hàng tiện dụng, những cái siêu thị, đại siêu thị ở những đất nước có Chúa, người ta không chấp nhận thẻ tín dụng nữa, bởi vì người ta hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời. Cho nên cho em, dấu hiệu đó là dấu hiệu gì? Mượn tiền. Đừng mượn tiền một cách thường xuyên. Nếu anh chị em bây giờ đang sống trong cảnh đó, hãy được giải cứu ra khỏi sự đó. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn dứt điểm cái khoản nợ mà con đang mượn, và bắt đầu con sẽ sống cho người khác mượn, chứ con không mượn nữa. Philip đoạn 4 câu 19 chép: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đấng Christ. Anh em thấy mình phải bán lấy Chúa của mình là nguồn chu cấp. Nguồn chu cấp của mình không phải thẻ tín dụng ngân hàng. Nguồn chu cấp của mình không phải người bạn tốt của mình, không phải cha mình, mẹ mình, chú mình, dì mình, hay là người thân yêu của mình. Đừng lúc nào cũng suy nghĩ khi mình thiếu mình chạy đến đó. Đừng. Anh chị em à, hãy biết rằng Đức Giê-hô-va là đấng chung cấp cho chúng ta. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tôi, chứ không phải công ty thẻ tín dụng, đúng không? Đức Chúa Trời tôi, chứ không phải là người phụ nữ bán tạp hóa bên kia. Không, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ sự cần dùng của tôi y theo sự giàu có của Ngài. Đây là câu Kinh Thánh anh chị em phải ghi nhớ, học thuộc lại. Công bố để dứt điểm với tệ nạn của mượn tiền để chi tiêu. Khi chúng ta mượn tiền chi tiêu, hãy nhớ đến câu Kinh Thánh này: ai cung ứng cho đời sống tài chính của trẻ? Đức Chúa Trời hay là ngân hàng? Đức Chúa Trời hay là công ty tín dụng đen? Đức Chúa Trời hay là mấy đứa cho vay nặng lãi ngoài kia? Hãy xem. Nếu chúng ta không phải nhờ cậy Chúa để cung ứng cho nguồn tài chính của mình, thì chúng ta đang bị linh nghèo thiếu đè bám. Đó là dấu hiệu thứ nhất. Hãy tin lên chị em. Tôi khích lệ chị em hãy tin. Hãy tin Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thành tín, chu cấp, là đấng có thể ban sức để cho anh chị em đạt được sản nghiệp từ chính tay của mình, từ chính trí tuệ của mình, từ chính công việc làm của anh chị em. Đừng khinh thường những việc nhỏ, hãy trung tín những việc nhỏ, Chúa sẽ làm cho nó lớn lên. Đôi khi chúng ta suy nghĩ là bây giờ mình làm gì phải lớn, chứ việc nhỏ nó không làm, sai lầm rất lớn. Nhiều khi chúng ta thất bại vì suốt ngày ăn xong cứ đợi việc lớn mà làm, cứ nằm lăn qua lăn lại và có việc lớn mới làm. Ôi, hợp đồng nào phải vài ngàn tỷ mới làm, những hợp đồng mấy trăm triệu thôi dẹp đừng làm, sau cuối cùng nằm đến già luôn chẳng thấy hợp đồng nào cả. Hết chứ, tất cả chúng ta phải như con kiến vậy đó. Anh em đọc trong ngôn sẽ thấy con kiến sẽ tha từng hạt gạo nhỏ đi về hang của nó. Nhưng mình em sẽ xem sau một ngày nó làm việc, hang của nó làm sao ạ? Đầy những hạt gạo. Tôi thích trong ngôn có câu Solomon nói: hỡi kẻ biến nhát kia, hãy ra mà học lỗi con kiến. Hỏi chúng ta con người có cái não mượn để giờ học con kiến thì cũng hơi căng. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải học nó. Học nó bằng cách sao? Tích tiểu thành đại. Đừng khinh những việc nhỏ. Nói như tiên tri TV Joshua nói: tất cả những việc lớn đều bắt đầu từ rất nhỏ. Có những tỷ phú họ bắt đầu từ việc đi nhặt rác ngoài đường. Có, chị em đọc sẽ thấy những cuộc đời như thế, rất bình thường. Cho nên chị em ơi, tôi muốn khích lệ cho em một câu Kinh Thánh nữa, là trong Thi Thiên 37 câu 25: trước
tôi trẻ, rầy tôi già, nhưng chẳng hề thấy cái người công bình nào bị bỏ, hay là dòng dõi người đó đi ăn mày. Đó là câu kinh thánh khích lệ chúng ta. Cho nên anh chị em, chúng ta đang có được một nền tảng cực kỳ chắc chắn để chúng ta sống một đời sống đầy dậy sự cung ứng từ chính Đức Chúa Trời đấng tạo dựng trời đất, chứ không phải là mua ở thế gian này. Tóm lại, tôi muốn nói những điều đó là gì? Không phải chống lại mọi hình thức vay mượn. Nha anh chị em, đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải giảng lời này để chống lại mọi hình thức vay mượn đâu. Nhưng mà chống lại điều gì? Chống lại cái điều là ngày nào cũng phải đi mượn tiền để chi tiêu. Chống lại điều đó. Không ạ? Còn chuyện mà chúng ta mượn tiền để huy động vốn cho dự án kinh doanh thì chuyện bình thường. Khi Chúa ban phước cho dự án kinh doanh của chúng ta thì chúng ta có khả năng để trả lại và trở thành lại nguồn giúp đỡ cho nhiều người. Chuyện đó là bình thường. Chuyện đó là có thể chấp nhận. Chúng ta đang nói đến cái biểu hiện của linh nghèo thiếu là trong đời sống thường nhật hàng ngày chúng ta không thể đáp ứng nhu cầu, mà muốn đáp ứng nhu cầu chúng ta cứ chạy gõ cửa đi mượn hết người này người kia. Đó là dấu hiệu. Ok anh chị em? Anh chị em có amen điều đó không? Amen. Rồi. Thứ hai, một dấu hiệu nữa để ảnh hưởng của linh nghèo đó, đó là một cá nhân không thể nào trả nổi được cái khoản nợ mà người đó vay. Mặc dù người đó không có phải mượn tiền như trước, nhưng mà có một lần nào đó anh ấy mượn, ví dụ mượn 50 triệu đấy, vì một lý do cấp bách nào đó trong đời sống phải mượn. Nhưng mà điều này nè, 10 năm rồi trả không nổi, 20 năm rồi trả cũng không xong. Nó cứ lần hoàng kiếm được tiền, chuẩn bị đi trả nợ thì tung cái gãy chân vô bệnh viện rồi xong. Đó bạn, kiếm được tiền chuẩn bị trả nợ rồi đúng cái con bệnh viện phải nhập viện, xong rồi hết 50 triệu lại đi cài tiếp, và 10 năm sau rồi khoản nợ vẫn cứ treo trên đầu. Mà xã hội đen này em biết rồi đó, 50 triệu nó đâu nằm yên 50, sau 10 năm nó lên thành 5 tỷ chứ, trả mãi không trả được. Đây là dấu hiệu thứ hai, anh em ghi nhớ này. Dấu hiệu thứ hai, thậm chí khi mà chủ nợ gọi điện đến để đòi nợ, anh chị em phải nói với con của mình, con ra con nghe giùm ba thế coi, có phải là ông đó gọi không? Nếu ông đó gọi thì nói là ba không có ở nhà. Có những tình trạng như thế. Đây là những tình trạng mà chúng ta thực sự rất là thấy xấu hổ với lương tâm. Nếu chúng ta là con cái của Ngài, anh chị em ơi, đừng bao giờ để mình phải sống chung với tình trạng như vậy. Chúng ta phải dứt điểm với khoản nợ của mình. Chúa chắc chắn làm được điều đó. Anh chị em có tin không? Chúa chắc chắn ngày hôm nay, nếu chúng ta được giải cứu khỏi thật sự cái điều đó, chúng ta sẽ trả được khoản nợ mà mình đã vay từ rất lâu mà không trả được. Chắc chắn Đức Chúa Trời có một câu kinh thánh rất khích lệ, đó là gì? Chớ mắc nợ. Chớ mắc nợ ai? Chớ mắc nợ ai chị em? Chỉ mắc nợ nhau về tình yêu thương mà thôi. Nếu Đức Chúa Trời anh chị em không muốn anh chị em mắc nợ thì chắc chắn Ngài muốn anh chị em trả nợ. Mà Ngài muốn anh chị em trả nợ thì chắc chắn Ngài cung ứng để cho anh chị em trả nợ. Nhưng có một con quỷ nó không muốn anh chị em trả nợ. Có một Satan không muốn anh chị em trả nợ. Và tà linh đó gọi là linh nghèo thiếu. Khi anh chị em có tiền trong người, nó khiến cho anh chị em ra đủ thứ. Cuối cùng cái tiền đó mất vào chuyện khác, chứ không phải để trả nợ. Anh chị em hãy ra soát đời sống mình xem có không nha. Có là chúng nhỏ phải giải cứu đấy, đuổi hết đi, bé gái hết đi, để anh chị em được tự do. Amen. Thứ hai, thứ ba là tình trạng mượn tiền người này để trả nợ cho người khác. Tôi không biết là chúng ta có cục nợ 10 triệu, ông chủ nợ này ông dí quá, thôi thì chạy lên ông này mượn trả ông này. Sau đó thì ông bị ông chủ nợ thứ hai thì dí quá mượn ông ba trả. Cuối cùng mượn hết cả 10 triệu dân Sài Gòn này rồi mà nợ vẫn chưa trả xong. Cứ lòng vòng. Đời sống mình là những lòng vòng lãng quẩn, mượn người này trả cho người kia. Đó cũng là một vòng xoay mà linh nghèo thiếu này ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Nghe anh chị em, điều đó cũng có đấy. Điểm tiếp theo tôi cũng nói để anh chị em nhìn thấy này. Khi tiền lương hàng tháng bị xài hết trước khi nhận, ví dụ như anh chị em làm lương 5 triệu một tháng, 30 tháng 6 này
tức là mai đấy nhận lương. Nhưng mà thật sự là anh chị em tiêu nó hết ngày mùng 1 tháng 6 rồi, 5 triệu đó tiêu hết rồi, bây giờ nhận là chỉ để trả thôi, chắc không có được tiêu một đồng nào. Tức là tình trạng mà chúng ta đã bị xài hết trước khi nhận một nguồn cung ứng, tiêu hết rồi. Dân gian gọi là gì? Ăn trước trả sau đấy. Dấu hiệu đó cũng là dấu hiệu của linh nghèo đói đang bám lấy đời sống anh chị, bám lấy đời sống anh chị một cách quyết liệt, khiến cho anh chị không lúc nào có được một sự tự do tài chính, không lúc nào anh chị cảm thấy rằng mình có thể sử dụng được đồng tiền mà mình làm ra một cách đúng thời điểm mà mình muốn. Không có. Anh chị em chuẩn bị nhận lương ngày mai, lẽ ra có những kế hoạch để chúng ta chi tiêu cho ngày mai, nhưng mà rồi phải trả cái khoản nợ mà anh chị em mượn trước đó. Để rồi bây giờ phải suy nghĩ xem mượn ai tiếp đây. Đây là dấu hiệu của linh nghèo đói. Tiếp theo, khi chi phí của anh chị em nhiều hơn thu nhập, khi bạn xài tiền nhiều hơn thu nhập, tức là xài một cách vô tội vạ. Ví dụ một tháng anh chị em xài là lương anh chị em là 6 triệu đồng hay 10 triệu đồng, nhưng không hiểu lý do gì cộng sổ lại một tháng anh chị em tiêu hết 20, cuối cùng nợ hết 10 đồng à 10 triệu. Mà cái điều này nó diễn ra thường xuyên, lúc nào cũng bị âm sổ hết đó. Lúc nào nó cũng khiến ra có việc gì đó trong đời sống anh chị em mà anh chị em phải chi tiêu nhiều hơn khoản thu nhập của mình. Khi thu nhập anh chị em được tăng lương lên 12 triệu thì chi tiêu anh chị em nó tăng lên 24 triệu. Đó, chứ không phải là tăng lương lên để rồi nó đảm bảo cái chi tiêu của mình. Không, anh chị em hãy ra soát đời sống mình. Lương tăng thì chi phí anh chị em cũng tăng lên. 6 triệu anh chị em cũng thấy nợ, mà 10 triệu cũng thấy mình nợ. Từ lương tăng lên 15 triệu cũng vẫn thấy mình nợ, lạ lùng như thế. Đó là dấu hiệu có linh nghèo thiếu đèn đeo bám anh chị em. Tiếp theo, linh nghèo đói khiến cho anh chị em có những khoản chi tiêu ngoài ý muốn. À, cái mà còn nói phía trước đó. Ví dụ, khi tiền lương anh chị em vừa đến, hay anh chị em có một khoản lợi tức nào vừa vào túi tiền của mình. Ví dụ khoản lợi tức đó chuẩn bị đến là vào ngày mai, anh chị em bắt đầu suy nghĩ trong đầu, ô, mình sẽ đem cái khoản lợi tức này đi gửi tiết kiệm, mình đem được khoản lợi tức này đầu tư vào việc này, đầu tư vào việc kia, anh chị em vạch ra đầy đủ những kế hoạch rất khôn á. Nhưng đúng một cái chiều đó có tin dự báo từ gia đình, à, ba ốm, mẹ ốm, chị bị tai nạn, em bị tai nạn, vợ bị tai nạn, con bị tai nạn, đồng cả tất cả những khoản mà anh chị em vừa nhập đó để chuẩn bị cho kế hoạch đó tiêu hết, tiêu hết. Hoặc là đang có một khoản tiền như vậy, tự nhiên đông cái gặp cái điện thoại kế đến, anh bạn vừa mượn cái xe hơi của mình vừa đi vào chiều nay, gặp tai nạn tan thành cái xe mất. Rồi xong, bây giờ phải bắt đầu không lẽ mình đền bạn lên mình, hay con mình hay chị mình, lại phải chi tiêu vào cái chuyện sửa cái xe đó. Anh chị em hãy chú ý xem đời sống mình có không nhé. Có những khoản thu nhập đến, nhưng mà khi thu nhập đến thì cũng xảy ra những cái điều khiến cho cái khoản tiền đó bị chi mất tiền. Đấy là dấu hiệu linh nghèo thiếu. Dấu hiệu linh nghèo thiếu. Tôi nói tiếp theo, linh nghèo thiếu tiếp theo đó là một cái người mà luôn luôn vật vã để sống trong cuộc sống này. Vật vã để sống. Thế nào là vật vã để sống? Rõ ràng anh em mình ai cũng phải làm việc hết, nhưng mà vật vã để kiếm sống nó lại chuyện khác nha. Vật vã kiếm sống nó lại chuyện khác. Vật vã có nghĩa là anh em lúc nào cũng sống trong sự thiếu thốn hết, lúc nào cũng thấy mình thiếu, lúc nào thấy mình thiếu. Nói như ông sứ đồ Makana Nisa, ông nói là có một cái công thức cho những người vật vã để sống, gọi là công thức 001. 001 đó là không được ăn sáng, không được ăn trưa, chỉ được ăn một bữa ban chiều thôi. Công thức 001 không phải vì là giảm cân, không phải vì làm cho nó cơ thể nó thông thả mà chẳng có gì ăn cả. Phải nhìn ăn sáng, nhìn ăn trưa, chỉ ăn được một bữa. Anh chị em, đó gọi là vật vã để kiếm sống. Phải xoay sở đủ kiểu để sống cho ra con người. Không ạ?
Gia đình mình 4 người, 8 người, nhưng mà phải ở trong một căn nhà quá tồi tàn, mà bao nhiêu năm rồi không đủ một chút thu nhập nào để chỉnh sửa cho nó đàng hoàng, cho nó rộng rãi ra, cho nó đàng hoàng ra, có được cái giường, cái nệm, cái ghế cho nó đàng hoàng ra. Đó tôi gọi là vật vã đời sống. Lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, mà không mua sắm được cái gì cho đời sống riêng tư mình hết. Không, anh em ơi, đó là dấu hiệu của linh nghèo thiếu đang ăn trên đời sống chúng ta. Nó cướp đi tất cả mọi phước lành, cướp đi tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời định cho chúng ta phải được hưởng. Và cho hãy chú ý điều đó. Rồi, tiếp theo, khi một người phải chấp nhận làm một công việc thấp hơn thực lực của mình có, đó là dấu hiệu của linh nghèo thiếu. Có những cử nhân đi ra phải đi chạy xe ôm để kiếm sống. Có không em? Có. Có những con người rất giỏi nhưng mà phải chấp nhận đi làm thu ngân ở một cửa hàng tạp hóa, một việc mà người bình thường cũng làm được. Có những con người học vị là thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng mà đành phải giấu cái bằng của mình đi để đi làm công nhân ở xí nghiệp vì vất vả xin việc không mãi không được. Có nghĩa là khi linh nghèo thiếu đến trên đời sống của con người, nó khiến cho người đó không thể làm việc đúng như năng lực mà người đó có. Lúc nào nó cũng kéo người đó xuống, nó bắt người đó phải làm cái điều mà một người bình thường không trình độ gì cũng làm được. Anh chị em thấy mức độ tàn ác của nó không, anh em? Rất tàn ác. Và bằng cách đó nó hủy hoại cả đời sống con người. Tại vì sao? Khi một người sống trong tình trạng như vậy, không phải chỉ đơn giản là đi làm kiếm ăn đâu, người đó đang bị tổn thương chính trong tâm hồn của mình. Người đó cảm thấy mình vô dụng, người đó sẽ ghét bản thân mình, người đó sẽ bắt đầu oán trách xã hội này, người đó oán trách cha mẹ, oán trách đủ kiểu hết. Bởi vì người đó sẽ nói rằng tại sao và tại sao, nhưng người đó không hiểu tại sao. Và người đó sẽ bắt đầu sống một đời sống con mình lại. Và có những người tự sát luôn, nghe anh chị, rất kinh khủng. Mức độ tàn phá của nó là vô cùng nguy hiểm hơn những gì mình tưởng tượng đối với linh nghèo thiếu. Còn nói tiếp, khi chúng ta không thể sống tự lập được thì đó là dấu hiệu của linh nghèo thiếu. Có những thanh niên thiếu nữ 30 tuổi đầu rồi nhưng cứ nằm dài ở nhà, mẹ cha phải cung ứng, phải nuôi, không xin được việc làm. Mà nếu xin được việc làm, làm được 3 bữa lại chạy về nhà, ba ơi mẹ ơi, người ta đuổi con rồi. Cứ sống như thế. Thậm chí 50 tuổi rồi nhưng mà ông bà lão 80 phải đi cung ứng để nuôi, không tự lập được. Cả đời không tự lập được. Không phải con người đó bắt tay, không phải con người đó làm biến, không phải con người đó bị thiểu năng trí tuệ. Tôi không nói đến những tình trạng đó, tôi đang nói đến một con người có ý chí tiến thủ nhưng mà không thể bước ra khỏi ngôi xã hội này để sống được. Phải cứ nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ anh, nhờ chị, nhờ chúng ta, cứ phải ở nhà. Còn hả ra là thất bại. Cha mẹ có bao nhiêu tiền dành dụm đầu tư cho đứa con duy nhất của mình để nó làm ăn, ra đó nó đầu tư đâu được một tuần về phá sản, đem theo một cục nợ. Người cha phải nói thôi mày về để tao nuôi cho nó khỏe. Mày đi làm, tao nợ thêm, bán nhà bán cửa, cứ làm đâu là thất bại đó. Có những con người như thế. Anh chị em ơi, đó là dấu hiệu của linh nghèo thiếu. Nó đánh lên người đó. Người đó vô tội, nhưng mà tà linh là nguyên nhân của mọi sự. Người đó không có tội lỗi gì cả, đừng nghĩ là có tội. Đôi khi chúng ta thấy một người cứ nghèo thiếu, chúng ta nghĩ một chút này tội lỗi ghê lắm. Không, không có tội lỗi gì cả. Đơn giản là tà linh đang hành của người đó. Chúng ta cần sự giải cứu trong danh của Chúa Giêsu. Amen. 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 Cần sự giải cứu. Đó là dấu hiệu. Tôi nói tiếp, khi tiền anh chị em dùng để cho công việc kinh doanh thì nó lại trở thành bị tiêu tùng, tiêu tán mất bởi công việc kinh doanh đó. Ví dụ anh em thuê một cái căn nhà để bắt đầu kinh doanh, đó là mới đầu nhìn căn nhà nó đẹp lắm,
anh em có một tí tiền bắt đầu đầu tư vào, làm cái này làm cái kia và chuẩn bị mở một cái cửa hàng để buôn bán. Khi đem vào căn nhà đó được thời gian thì nào là điện hư, nước hư, ga hư, ống nước dư hư, toilet bắt đầu không thông, lúc nào cũng sùi lên, hôi hám. Bắt đầu anh chị em phải mướn người đào lên, mất hết 20 triệu. Anh em sửa điện, sửa điều hòa, sửa tất cả mọi thứ, sơn xịt nhà, tự nhiên tường nứt rồi phải sửa. Tất cả tiền anh em đầu tư thay vì kinh doanh thì đi sửa tất cả những thứ đó. Cuối cùng anh em nói thôi tôi phá sản rồi. Đi chỗ nào anh em cũng gặp tình trạng đó hết. Tức là tiền để dùng cho việc kinh doanh trở thành tiền hủy hoại công việc kinh doanh của anh chị. Đó là dấu hiệu của linh nghèo thiếu. Đó là dấu hiệu của linh nghèo thiếu. Đó. Cho nên anh chị hãy tra xét nha. Phải tra xét. Hôm nay mình nói điều này là để cho chúng ta được tự do hoàn toàn. Nhiều lần tôi nói rằng trong hội thánh chúng ta không phải chỉ có chữa bệnh và giải cứu khỏi ma quỷ ác chế, mà hội thánh chúng ta phải là hội thánh thịnh vượng và tài sản. Anh chị em phải là người làm ra tài sản, làm ra tiền bạc để đem phúc âm này cho thế giới người hoàn toàn. Anh chị em, chúng ta phải là người đó. Và Kinh Thánh hứa rằng Ngài là đấng có quyền ban cho anh em sức lực để đoạt lấy sản nghiệp trên đất này. Chúng ta tin điều đó không? Chỉ có điều trước hết chúng ta phải xử lý cái tài linh này. Xử lý. Nó có thể đến từ tổ phụ, nó có thể đến trong quá khứ của anh chị em, nó có thể đến bằng mọi hình thức nào đó trên đời sống và ngày hôm nay khiến cho chúng ta phải là nạn nhân của nó. Hôm nay chúng ta là ngày xử lý chúng ta. Amen. Xử lý chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi nói tiếp. Tà linh nghèo đói hiện diện khi một người chỉ có sự thịnh vượng, nhưng mà chỉ thịnh vượng bề ngoài thôi, còn thực chất không có. Đi ký hợp đồng phải mượn cái xe cho nó thôi. Ôi vô cái cửa hàng kim hoàn á, đặt cọc ít tiền để đeo chiếc nhẫn kim cương vô cho nó ách, đeo cái gọi là dây chuyền, gọi là cái gì đàn ông trai, gọi là thứ thiệt vô, đội mũ, mang giày, tất cả những gì trên người đó toàn là đồ mượn cả. Nhưng mà nhìn bề ngoài thì thấy trông có vẻ rất là đại gia, phải không? Nhưng mà đại gia này là đại gia nợ, đại gia nợ. Thì đây cũng là dấu hiệu của một người bị ảnh hưởng của tà linh nghèo thiếu. Mặc dù anh ta chị ta có thể lái một chiếc xe rất sang, xe xịn luôn, nhưng mà thứ thiệt xe đã cầm ngân hàng mất tiêu rồi, cũng chờ ngày để giật rồi, nó kéo rồi chứ không còn rồi, thấy rồi mở hết đó. Nhà anh đó chị đó ở rất là nguy nga lộng lẫy, trị giá có thể 10 tỷ, nhưng mà đang cầm ngân hàng 15 tỷ. Và cái sổ đó, tất cả những gì trên con người đó bề ngoài có vẻ rất thịnh vượng, giàu có đại gia, nhưng mà thật sự chỉ là bề ngoài, còn thực chất bên trong là một đống nợ. Cho nên khi bạn gặp những người đó trong hội thánh, các bạn, bạn nói đây là đại gia thứ thiệt, có khó khăn gì phải đến nhờ anh ta chị đó, phải không? Mình nhìn vào mình thấy ô đúng rồi, đây là biểu tượng của sự thịnh vượng. Nhưng khi anh em lăn la đến và hỏi anh, cho em mượn 500 ngay tuần này, tuần sau em trả, thì bạn sẽ ngạc nhiên thấy anh đã nói cái gì, 50 ta còn không có nữa, không có đồng nào hết. Và anh em sẽ ngạc nhiên một ông này đại gia ông kêu kiệt thế à. Nhưng em ơi, hãy tin tôi đi, anh đã nói thật đấy, 50 cũng có, mà nhìn bề ngoài rất là hoành tráng, nhưng mà thật sự đang nợ, nợ kinh khủng, nợ chúa trả luôn, nợ đang muốn phá sản luôn. Và cái tình trạng đó suốt đời, lúc nào cũng trong tình trạng đó, đó chúng ta gọi là thịnh vượng bề ngoài và bị tà linh nghèo thiếu để mà làm cho con người đó ra vẻ như thế. Đó, tiếp theo, một người có dấu hiệu của tà linh nghèo thiếu giới hạn trên đời sống mình khi người đó không thể nào vượt qua các kỳ thi. Người đó học cái gì cũng lỡ chừng. Thấy anh văn tốt quá, học 3 bữa nghỉ. Thấy người nấu ăn tốt quá, học một tuần nghỉ luôn. Nói chung cái gì nó cũng không đến đầu đến đuôi hết. Tất cả những kỳ thi là mục đích làm gì anh em? Rõ ràng Đức Chúa Trời định ra những kỳ thi trên cuộc sống này để nâng cấp con người, có phải không ạ? Nâng kỹ năng con người. Và khi kỳ thi, kỹ năng con người được nâng lên thì thu nhập con người đó làm sao? Nâng theo.
Chắc chắn rồi. Lương cho một anh giáo sư phải khác lương cho một anh cử nhân chứ. Lương cho một anh thợ bậc 7 phải khác với một anh mới tập thành chứ. Chắc chắn rồi. Cho nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải thành tiến trong cuộc sống. Chúng ta phải trau dồi tri thức trong cuộc sống. Chúng ta phải rèn luyện để cho nghề nghiệp của mình trở nên tinh đồng trong cuộc sống. Nhưng nếu một người có dấu hiệu của tà linh này đeo bám thì người đó không bao giờ thành tiến được, cứ mãi ở một mức. Muốn học cái gì để nó đứt, cứ đứt gánh nữa được. Không hiểu, khởi đầu có thể rất hào hứng, khởi đầu có thể rất đầy năng lượng. Con chắc chắn rồi, chắc chắn con phải đạt được là gì đấy, IEL gọi là 700 ví dụ thế. Mà cuối cùng học được 3 bữa thôi. Thôi, ngồi chơi cho sướng, học không nổi. Đó là lý do. Cho nên chứ, một người mà không thể nào vượt qua những kỳ thi sát hạch đó, thì chắc chắn người đó bị tà linh đeo bám. Một dấu hiệu nữa là một người mà cứ học nghề này thì xã hội không cần nghề đó. Ví dụ như người ta thấy hiện tại bây giờ nghề vi tính là rất là nóng, rất là cần. Ví dụ thế, hay là nghề công nghệ sinh học rất là cần, rất là nóng. Bắt đầu đổ thời gian vào đi học, học hành xong, học xong nghề này ra xã hội bao giờ là hết rồi. Thôi mày đi học nghề khác đi. Đấy. Và cả cuộc đời của người đó ăn xong rồi đi học không? Chưa làm gì được cả. Không làm được cái gì cả. Học nghề mọc ra thì nó nói thôi giờ nghề mọc hết cần rồi, giờ là có máy làm rồi, không cần chúng bay vào chuốt gì nữa hết. Rồi học nghề hàng ra thì nghề hàng nói thôi giờ không cần nghề hàng rồi, máy làm hết. Học nghề may ra bảo giờ có máy công nghiệp may hết rồi, robot ta mới thuê về không cần, cha nghĩ về quên. Tức là một người có dấu hiệu của tài linh đeo bám, nghèo đói đeo bám là gì? Học cái gì ra cũng không được ứng dụng cho đời sống của mình. Chắc hay. Đó là dấu hiệu. Tiếp theo, và chúng ta đi đến phần kết thúc, đó là làm công không lương. Đó là lý do mà nhiều người nỗ lực làm việc hết sức mình nhưng chỉ có được một chút hoặc không có thành quả cho cố gắng của mình. Họ làm việc rất chăm chỉ nhưng mà kết cục cuối ngày không nhận được gì hết. Tôi gọi là làm công không có lương. Suốt ngày ăn xong đi thử việc, thử việc hết công ty này đến công ty khác. Thử việc thì làm gì có lương. Thử xong nói thôi, tao không muốn mày làm ở đây, đi chỗ khác đi. Lại thử chỗ khác. Cho nên cái điều này nó ứng nghiệm trong sách AG chương 1 câu 6. Các người gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lộn. Đây là dấu hiệu của linh nghèo thiếu. Cho nên chị em, tóm lại, chúng ta thấy gì ạ? Linh nghèo thiếu, nó khiến cho con người ta không thể giữ được, có được cái thành quả lao động của mình. Không thể. Chúng ta hãy xem xét đời sống mình có hay không nha. Và cuối cùng, linh nghèo thiếu chống lại người ta bằng việc mang đến những tổn thất, những thiệt hại mà mình không kiểm soát được. Không kiểm soát được. Biểu hiện, ví dụ, anh chàng bắt đầu có một cái gì đó xúi dục anh chàng bắt đầu mua cái cổ phiếu này. Còn ví dụ nha, ví dụ cổ phiếu A, anh em đang ngồi để chuẩn bị kinh doanh cổ phiếu thì tự nhiên có cái gì đó xúi dục anh chàng là phải mua cổ phiếu này bằng được, mua đi tốt lắm. Và anh chàng bắt đầu đổ tiền vào mua, mua xong ngày hôm sau xuống giá. Mà thường xuyên như thế, tôi gọi đó là những tà linh chống lại anh chàng đã khiến đem lại sự tổn thất một cách bất thường trên đời sống anh chị. Hoặc là có một cái gì đó bảo anh chị là hãy bán cổ phiếu này đi, đừng giữ nó nữa, bán đi. Và anh chị nghe theo, bán sạch bán hết, bán xong ngày hôm sau tăng giá. Và anh chị bắt đầu ngồi khóc, tôi biết thế được mà. Và điều đó thường xuyên xảy ra. Hoặc là có một hợp đồng đến với anh em, hợp đồng rất là nhiều lợi nhuận nhưng mà anh em không đủ sức để hoàn thành. Anh em làm mãi không xong, làm mãi không kết thúc, cuối cùng thậm chí phải móc cả tiền túi ra để làm. Đó là dấu hiệu. Thưa anh em, tất cả những gì tôi nói cho anh em ngày hôm nay để cho chúng ta ra sống đời sống của mình một cách trung thực. Nếu có dấu hiệu đó
thì chúng ta cần phải được danh của Chúa Giêsu giải phóng. Khi anh em được giải phóng rồi thì sự thịnh vượng của Chúa được phóng thích trên đời sống anh em. Mọi việc tay anh em làm bắt đầu phát triển. Tôi tin chắc chắn 100% rằng người nào mà được Đức Giê-hô-va ban phước thì người đó nhúng vào việc gì? Việc đó thành vượng. Người đó lập hội thánh, dù hội thánh có thể bắt đầu từ hai người, chỉ cần một thời gian ngắn sau rất nhiều người sẽ đến đó. Người đó bắt đầu một công việc kinh doanh, mở đầu có thể thu nhập chừng 50.000 một ngày, nhưng mà một thời gian sau có thể thu nhập vài triệu một ngày. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời luôn luôn là nhân lên và phát triển. Nguyên tắc của ma quỷ là lúc nào cũng cướp, giết, hủy diệt. Nguyên tắc của ma quỷ luôn luôn là đi xuống. Nếu anh em khởi đầu một công việc hoành tráng, ôi khai trương hoành tráng, mướn cả gọi là người MC rồi những làm sự kiện rồi các kiểu hoành tráng, năm sau phá sản mất tiền, đó là dấu hiệu của tà linh nghe thấy. Anh em hãy ra soát đời sống của mình, điều này rất quan trọng. Tôi tin xác quyết một điều, chúng ta làm ăn trong Chúa khác với người ngoài đời kia. Người ngoài đời kia, người ta nhờ trí tuệ, nhờ khôn lanh, nhờ sức lực của bản thân, nhờ mối quan hệ, nhờ điều nọ điều kia để kiếm được sản nghiệp, để kiếm được tiền của, để kiếm được tài sản. Nhưng chúng ta khác, chúng ta nhờ sức mạnh của Đức Chúa Trời chúng ta để đạt được sản nghiệp. Đó là những khác biệt. Mà muốn nhờ được sức mạnh của Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta phải xử lý những sự ô uế này trong đời sống của mình. Phải xử lý nó. Chúng ta không thể nào có thể bình yên khi nuôi một kẻ ăn trộm ở trong nhà mình. Anh em thử nghiệm đây ạ. Nếu nhà anh em mà có một người ăn trộm sống trong nhà, có một kẻ cướp sống trong nhà, anh em có bình an ngày nào không? Anh em có giàu có được ngày nào không? Anh em có tích trữ được tài sản ngày nào không? Tôi đảm bảo không. Chắc chắn không cần nào lại. Cho nên những gia đình có những người con phá sản, có những người con hút chất, có những người con ăn chơi, thì gia đình đó thật sự giống như là tà linh này trên đời sống. Tivi, tủ lạnh, giường chiếu, cái gì có giá trị đi hết. Và đời sống chúng ta cũng vậy. Anh chị em ạ, khi có bóng dáng của linh nghèo thiếu trên đời sống chúng ta, chúng ta nỗ lực bao nhiêu năm, chúng ta khởi sự rất thuận lợi, chúng ta tràn trề hy vọng, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta đang nắm lấy toàn sự thất vọng. Đó là linh nghèo thiếu. Hôm nay Chúa Giêsu nói, Ngài đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp. Ngài đã bị treo lên cây gỗ để chịu sự rủa xả cho chúng ta, hầu cho phước lành của Abraham đổ xuống trên đời sống chúng ta. Anh em đã tin lời đó không? Chúng ta đã có rồi. Chúng ta đã có một cơ hội rồi. Cơ hội đã mở ra rồi. Bây giờ chúng ta hãy tin và nhận lấy. Chúa Giêsu đã chết rồi. Chúa Giêsu cũng đã phục sinh nữa. Cho nên chúng ta có cơ hội để giải phóng. Chúng ta có cơ hội để được tự do khỏi tà linh nghèo thiếu. Hôm nay là cơ hội đó. Chúng ta hôm nay có cơ hội để lúc nào chúng ta cũng kết thúc những kỳ thi trong đời sống của mình. Chúng ta hôm nay có cơ hội để trả xong những món nợ nần của mình. Chúng ta có cơ hội để không phải bay tim để sống nữa. Chúng ta có cơ hội để không phải xoay sở để sống nữa. Chúng ta có cơ hội để thành công trong bất cứ việc gì mình làm. Amen. Đó là điều chị em phải tin. Chúng ta hôm nay có cơ hội để không phải chỉ sống cho mình mà còn cho nhiều cuộc đời khác thấy được tình yêu của Chúa Giêsu qua đời sống bản chất của chúng ta. Amen. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta, Chúa muốn nhìn thấy. Và tôi báo cho anh em tin mừng rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẵn sàng làm điều đó cho anh chị. Amen. Câu kinh thánh anh em vừa đọc đó, hầu cho bởi đức tin anh em nhận được lời hứa Đức Thánh Linh, là đó là đấng được hứa chọn. Amen. Nguồn của sự thịnh vượng đời sống chúng ta là thịnh vượng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi anh em đầy dậy Thánh Linh, khi anh em có sự tương giao với Đức Thánh Linh, mọi việc kinh doanh của anh em sẽ khác hơn. Anh em bước đi trong một tâm cao mới, anh em bước đi trong sự khôn ngoan mới, anh em bước đi trong một sự may mắn và thịnh vượng kiểu khác, không phải kiểu vật vã của đời. Anh em ơi, hãy tin lời của Chúa đi. Chúa hứa là không bao giờ sai đâu.
ta ban cho các con sức lực để đoạt lấy sản nghiệp trên đất này. Chính Chúa ban, chính Chúa ban. Anh chị em nhìn dân tộc Do Thái đi để được khích lệ ngày hôm nay. Anh chị em trên máy bay nhìn xuống đất nước Do Thái đi, toàn sa mạc hết, không có một xanh nào cả. Thế nhưng đất nước Do Thái bây giờ xuất khẩu rau củ quả đi khắp thế giới. Anh chị em nghĩ đi, có phải đó là sức con người không? Tôi nghĩ là không. Đó là sự chúc phước của Đức Giê-hô-va cho dân tộc Do Thái. Thế chứ, cho nên hôm nay chúng ta đây cũng là dân Do Thái thuộc linh ở trong Chúa. Hiện tại trên đời này bây giờ có ba thứ dân thôi. Người ta bảo rằng nhiều thứ dân, nào là dân Mỹ, dân Đức, dân đỏ, dân xanh, dân vàng, dân đen. Tôi nói cho em có ba thứ dân thôi. Thứ dân thứ nhất là dân tộc Do Thái. Thứ dân thứ hai là dân thế gian này. Và thứ dân thứ ba là Hội Thánh. Có ba thứ dân thôi. Và Chúa chúc phước cho hai thứ dân, đó là dân Do Thái và Hội Thánh của Ngài. Chúng ta ở trong Hội Thánh của Ngài. Anh chị em đang hưởng lời hứa của Abraham, bởi vì chúng ta là dòng dõi đức tin của Abraham. Amen nhé. Cho nên hãy tin điều đó. Cho nên buổi sáng nay anh chị em ạ, chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện để lột hết tất cả những sự ảnh hưởng ra trên đời sống. Lột hết, lột sạch hết, hết. Không còn bất cứ một bóng dáng của tà linh nào ngày hôm nay được ở trong đời sống của mình. Rồi anh chị em sẽ bắt đầu lên đây làm chứng rằng kể từ nay được giải cứu, công việc làm ăn của tôi khởi sắc. Amen. Chúng ta cầu những lời chứng đó nghe. Amen. Anh em sẽ thấy bắt đầu lương tôi được tăng. Anh em sẽ nói rằng sự buôn bán của tôi bắt đầu đắt như tâm thương. Ân điển là thế. Ân điển có nghĩa là hai người đứng bán hàng, nhưng mà tại sao tôi bán đúng một thứ hàng đó, cũng cái áo đó, cũng cái màu đó, cũng kích cỡ đó, mà người ta cứ đến tôi mua mà không mua áo bằng sao? Ân điển là thế. Ân điển là hai người cùng khả năng, nhưng một người nhờ ân điển mà người đã thắng, còn người kia thì thua. Ân điển là như thế. Và tôi báo là anh chị em đang ở dưới ân điển của Chúa Giê-xu. Amen. Cho nên hãy vui mừng điều đó đi. Chúng ta không phải được sinh ra để vật vã đâu. Chúng ta sinh ra để đã thắng. Amen. Chúng ta sinh ra để được thịnh vượng. Chúng ta sinh ra để được khỏe mạnh. Chúng ta sinh ra để được giải thoát. Anh chị em sẵn sàng để cầu nguyện chưa? Amen. Chưa? Hết lòng chưa? Amen. Còn muốn chị em phải hết lòng. Dám chắc một điều rằng là nếu hôm nay chị em hết lòng, thần của Chúa sẽ thành quyền lên chị em. Chúng ta hãy đứng dậy nào. Đứng dậy. Chúng ta hãy chiến đấu chống lại tà linh này. Anh chị em bây giờ dành 5 phút đi. Suy nghĩ về cuộc đời của mình. Suy nghĩ về lối sống của mình. Anh chị em thuộc tình trạng nào trong những tình trạng mà tôi vừa mới để cho anh chị em? Hãy thành thật với chính mình và nói với Chúa. Hãy thành thật với chính mình và nói với Chúa. Hãy nói với Chúa rằng lạy Chúa, hôm nay con không muốn điều này ở trong đời sống con. Nhất định con phải tiêu diệt nó trong danh của Chúa Giê-xu. Nhất định nó phải rơi khỏi đời sống con trong danh Chúa Giê-xu. 5 phút cho anh chị em hãy suy nghĩ về mình. Suy nghĩ về đời sống mình. Đời sống tài chánh của mình, đời sống tài chánh của mình, tiền bạc của mình, đời sống gia đình con cái của mình, công ăn chuyện làm của mình, tất cả mọi điều đi anh chị em. Hãy suy nghĩ đi, mình đang bị nó ảnh hưởng ở chỗ nào? Chỗ nào đang bị ảnh hưởng? Chỗ nào đang bị nó chen chân vào? Chỗ nào Satan đang thọc cây gậy vào? Chỗ nào nó đang len lỏi vào để cướp giết hủy diệt anh chị em? Hãy suy nghĩ và nói với Chúa. Nói với Chúa là hôm nay là Chúa hãy giải cứu con. Hôm nay trong danh của Chúa Giê-xu hãy giải cứu con. Hôm nay con muốn được tự do. Hôm nay con muốn được giải cứu. Hôm nay con muốn được thịnh vượng bởi phước lành của Abraham. Hôm nay con muốn rằng Đức Chúa Trời ban cho con sức lực và quyền năng để đoạt lấy sản nghiệp trên đất này. Hallelujah. Hãy cầu nguyện trong tiếng mới đi nhé. Hãy cầu nguyện trong tiếng mới. Một mặt suy nghĩ về năng đề của mình và cầu nguyện trong tiếng mới đó. Hãy cầu nguyện trong tiếng mới đó. Hãy hết lòng cầu nguyện trong tiếng mới đó. Trong chân của Giê-xu quyền năng. Oh, hallelujah. Oh, cảm ơn bạn đã làm hết sức mình. Hallelujah.
Nở đi anh chị em, nở đi. Tiếp tục đi anh chị em, nở đi. Nở đi. Hãy trục xuất nó. Hãy nói chính diện nó. Hãy nói là lính giới hạn công việc của ta, hãy ra đi. Hãy nói chính diện nó. Bởi vì ta lính, anh có sẽ khiến chúng ta mở nó, hãy đi đó. Bởi vì ta lính, giới hạn thông xuyên sẽ không được bao nhiêu người về, đi đó. Hãy nói với anh chị em, không thể kiếm bằng cầu anh không là hãy nói. Thank you.
hầu như con đường sự nghiệp không có cái gì là ổn định hết. Nay thế này mai thế khác, xin việc làm không được, làm được năm bữa nửa tháng thì phải nghỉ phải chuyển đổi. Đời sống sự nghiệp không có một chút nào ổn định. Những người đó hãy đứng lên phía trước. Thánh Linh của Chúa sẽ vẽ cái ngoài ánh trên những người này để thoáng thích ra, và đời sống của họ sẽ bắt đầu nhìn thấy. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.